mọi người, mình là Tam Diệu Dân đây. Và hôm nay thì Dân sẽ dẫn các bạn tới một ngôi trường phải nói là xịn sò bậc nhất của thành phố Hồ Chí Minh mình luôn. Xin chào các bạn, mình là Chí Thiện. Cùng theo chân Phương Anh các bạn nhé.